Dạ vâng, mến chào tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bác, hiện tại bây giờ thì ở trên màn hình của quý vị và các bác đây đang là đôi loa cực kỳ là hot và đôi loa đến từ tương lai. Và đôi loa này thì được rất là nhiều bác săn đón bởi vì nghe nhạc rất là hay. Nghe nhạc rất là hay và hát karaoke thì thôi rồi luôn. Đấy, và đây là dòng cặp loa nhiều đường tiếng. Và sau khi mà bên em lên video cái là đã có rất là nhiều bác là muốn ẵm ngay em này về. Nhưng mà có những bác là hiện tại bây giờ là đang ở vùng dịch. Các anh đang ở vùng dịch thì cũng không làm gì được cả. Đấy, nhiều bác thì cũng đã đặt trước rồi. Còn hiện tại bây giờ thì cặp này là em đang test hàng cho anh Hùng nhé. Em cũng rất là có duyên với lại Thái Nguyên. Hôm qua thì em cũng lên video test là cặp loa cho bác cho bác Tuấn à dạ vâng đúng rồi, bác Tuấn ở trên Thái Nguyên, em nhớ không nhầm thì là trên Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Hôm nay thì lại nhận được một đơn hàng của anh Hùng. Anh Hùng, anh này ở Hoạc Khê 1. Hoạc Khê 1, Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Đấy. Vâng, loa WeWord G6000, bác ấy chuyển khoản em rồi. Bác ấy vừa chuyển cho em là 2 triệu rồi. Và đây là còn bưu tá thu hộ 10 triệu nữa. Vì cặp loa này là 12 triệu. Đấy. 12 triệu và mỗi một loa em đóng một kiện, cho nên là ở phía trên này sẽ có là 1/2 quý vị nhé. Đấy. Vâng, và bác Hùng này thì bác ấy đang thanh lý bộ ở nhà bác ấy, tức là để lại cho em họ. Đấy, để rồi bác ấy lấy thêm chiếc X7 này nữa. Đấy, khi bác ấy lấy thêm chiếc X7 này thì em cũng sẽ tặng cho bác cái bộ micro không dây WeWord W321, tức là trong vòng 1 tuần. Đấy, bác ấy lấy cặp loa này của em hôm nay, và nếu mà tuần sau, ngày này tuần sau mà bác ấy lấy thêm con X7 nữa thì em vẫn cứ tặng kèm bộ micro không dây cho bác ấy. Đấy, đấy là có hiệu lực trong vòng 1 tuần. Còn nếu mà quá thì bên em cũng sẽ không tặng mic nữa. Đấy, bởi vì là nếu mà cặp loa G6000 này với lại WeWord 321, WeWord X7DAC Acoustic thì nó là đồng bộ quý vị nhé. Nó đồng bộ WeWord với nhau thì nó rất là hay luôn quý vị nhé. Nó cực kỳ là hay. Và như cái cặp loa G6000 này này, cái cặp loa G6000 này nếu mà quý vị và các bác chơi với âm ly hay là cục đẩy công suất hay là vang liền công suất thì nó cũng cực kỳ là hay, và nó không kén chọn những cái thiết bị mà ghép nối với nó. Đấy, nó không kén chọn thiết bị ghép nối với nó. Đây là cái mặt bên ngoài của đôi G6000 này nhé. Đấy, cái đôi G6000 này thì em đã có video rất là kỹ lưỡng ở trên kênh rồi. Đấy, review rất là kỹ lưỡng, và em cũng đã hát test cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận rồi. Loa trái và loa phải, và bên này là em để nguyên y căng, bên này là em đã tháo y căng rồi nhé. Vâng, cảm ơn bác Hùng rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ và đã trao chọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Đấy. Vâng, bác Hùng thì ba cây cũng đã theo dõi bên Cốc Cốc Audio chúng em cũng khá là lâu rồi. Đấy, sau khi mà bên em lên đôi G6000 này cái là ba cái chốt luôn. Đấy, và cái đã chốt luôn rồi. Và hôm nay thì ba cây mới chuyển khoản cho bên em được. Anh mở nhạc lên giúp em cái. Đây, bây giờ em sẽ test nhạc cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và cùng cảm nhận nhé. Đấy. Rất là sâu, trầm ấm quý vị nhé. test một đoạn nhạc có lời quý vị nhé. Đấy. Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường, niềm vui lớn to lắm trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Linh ơi, đỉnh cao mây vờn đã cùng em từ những đêm thức tròn, đôi tim những mạch đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm tiền phương tay lái. Yêu thương đi thông đường để nhiều chuyến xe qua, hòa chung tay lái em đã góp công ngày đến trên tuyến đường xe. Trên những dòng đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đeo đổi đường, mà xe ta có đã chiến trường. Chào em cô gái lam hồng giữa tiếng bốn cao đàn sói, vẫn nghe vang vang câu hò trên đường, niềm vui lớn to lắm trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hoành sơn một mái xuôi về, hòa tình em từ những viên đá nhỏ, trên đường quê nhà đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm tiền phương tay lái mà tình em đảm đang. Xe ta bon bon đi trên đường tiền phương đang vẫy gọi, thời quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình, chào những người chẳng tiếc máu xương ngày để biết thông đường là những điều phù lấy ra hương. Dạ vâng, và đây là cặp loa của anh Hùng nhé. Đây là cặp loa của anh Hùng ở trên Thái Nguyên. Và mọi chi tiết hoặc là quý vị và các bác ủng hộ cho bên Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại ở trên tàu biển, hoặc quý vị và các bác để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây để đóng hàng gửi lên cho bác Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em trong thời gian qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.